thì bán rau, bán quả, bán trái cây ở ngoài chợ nó ngồi toàn là người nam không. Thỉnh thoảng cũng có người nữ, nhưng mà hỏi ra chồng bận thì mấy bà ra ngồi thôi, chứ còn chủ yếu là người nam. Về chết á, thì đa phần là thiêu. Một hôm chúng tôi trên đường đi thì ghé qua một cái quán ăn trưa. Thì lúc đó ở cạnh quán có một người mới chết. Người Ấn á, khi sắp chết họ không cho để ở trong nhà. Họ đưa cái người đó ra phía trước sân cửa nhà nằm đó cho đến chết. Sau khi chết xong đó thì chúng tôi thấy họ đóng một cái khung bằng tre, bề ngang khoảng 1 mét, bề dài 2 mét, rồi họ đan đan lại với nhau như vậy, họ để làm cái kiệu để khiêng người chết. Một lát nữa đó là họ thoa vào cái người chết một cái bột màu vàng vàng. Thoa xong rồi bắt đầu là họ lấy vải đắp lên, rồi để cái người chết lên trên cái khung cái tre đó, rồi khiêng ra cái chỗ thiêu. Chết xong là chuẩn bị đem đi thiêu, chứ không có coi ngày coi giờ, mà cũng không có hòm luôn. Họ cứ để nguyên người như vậy đó, rồi chùm vải lại, rồi khiêng đi ra ngoài chỗ thiêu. Mà khi đi đưa như vậy không có người nữ đi, toàn là người nam khiêng cái người chết, đi một số người nam đi theo ra cái chỗ thiêu. Chỗ thiêu phần lớn á, là gần bên bờ sông hoặc là bờ suối. Thiêu xong rồi đó là họ bỏ tro xuống sông, có nơi thì họ bỏ luôn tại đó, họ không lấy một cái gì hết. Và trước khi thiêu á, cái người con đó phải làm một cái lễ cạo tóc và chừa một cái chỗ tóc ở phía sau đầu này nè. Khi mà chúng tôi đi qua Ấn Độ á, nhìn thấy có một vài ông cũng cạo đầu mà sao chừa một cái chỗ đằng sau. Chúng tôi nói, ồ, mấy anh này cũng chơi modern dữ ha. Khi hỏi ra mới biết là những người á, có cha hoặc là mẹ chết thì người con trai phải cạo đầu và chừa một cái chỗ ở đằng phía sau này nè. Sau đó rồi á, là anh ta phải xuống cái sông tắm, tắm rồi mặc một cái tấm vải màu trắng, xong rồi đến cầm rơm đốt lửa rồi đi quanh cái người chết. Sau đó thì một số những người cũng đi quanh cái người chết và đốt lửa thiêu, mà không cần lò thiêu gì hết, đốt ngoài trời như vậy đó. Thiêu xong rồi họ không có thờ, không có cúng gì nữa. Và những cái người dân Ấn Độ rõ ràng rằng họ cũng thấm nhuần cái tư tưởng của Phật giáo là thân tứ đại gì, trả về cho tứ đại. Còn Việt Nam chúng ta đôi khi cũng vì cái chuyện chết mà rất là phiền phức. Vấn đề chúng tôi trình bày với quý vị cuối cùng đó là sông Hằng. Sông Hằng là cái con sông nổi tiếng trên thế giới. Sông Hằng cũng là dòng sông linh thiêng và huyền bí đối với cái người dân Ấn Độ. Dòng sông này á, chảy từ Hy Mã Lạp Sơn Tây Tạng qua Ấn Độ cho đến vịnh Bengal. Do vậy sông Hằng mà hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị á, là cái đoạn sông Hằng nơi thành phố Varanasi. Cái bờ sông Hằng mà chúng tôi đến á, cách nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân là Vườn Lộc Uyển đó khoảng chừng 6-7 cây số. Thì cái bờ sông Hằng này đó là họ có xây những tòa nhà cổ kính rất là đẹp, có lẽ rất xưa rồi. Thì sát cái bờ sông đó họ cũng có xây những cái bậc thềm để cho người ta đến đó người ta tắm và làm lễ cầu nguyện. Thì đối diện với bờ sông bên đây là những cái dãy nhà, những cái bậc thềm tắm. Bên kia là cái bãi cát trắng xóa rất là đẹp. Và cái cát đó hôm nay chúng tôi cũng lấy được một ít đem về đang triển lãm ngoài đó cho quý vị xem. Đặc biệt là cái cát nó rất là mịn mà nó óng ánh nữa. Mà từ trước đến giờ chúng tôi đi những bờ biển chưa thấy cát nào mà nó mịn như vậy. Theo quan điểm của đa số người dân Ấn Độ đó thì tắm sông Hằng sẽ rửa sạch được tội lỗi, uống nước sông Hằng trừ được bệnh tật, và khi chết đem bỏ thi thể hoặc là thiêu á, đổ tro cốt xuống dưới sông Hằng thì được siêu thoát. Từ cái quan điểm này mà người ta coi sông Hằng rất là quý. Hàng ngày á, là có biết bao nhiêu người đến sông Hằng để tắm. Lúc chúng tôi đến sông Hằng đó là khoảng 5 giờ sáng, thì thấy đã có những người tắm ở đó rồi.
Sau đó chúng tôi thuê một cái thuyền để đi dọc theo bờ sông Hằng và chuẩn bị ngắm mặt trời lên. Thì trong lúc đang đi đó thì khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ thì mặt trời lên, quý vị biết rất là đẹp. Cái mặt trời lúc đó nó đỏ, khi mà nó lên dần nó phản chiếu xuống cái bờ sông Hằng rất là đẹp. Nếu ai mà có tâm hồn thơ chắc là làm thơ rất hay. Đi dọc theo sông Hằng, nước buổi sáng rất là trong, rất là êm. Chúng tôi nhìn vào ở trong bờ thì thấy người ta tắm rồi cầu nguyện làm lễ rất là nhộn nhịp tại ở bờ sông Hằng. Có một điều mà chúng tôi thấy kỳ lạ. Những điều này thì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị. Khi nghe quý vị cũng có những cái suy nghĩ là tại bờ sông Hằng hàng ngày đó nó diễn ra rất là nhiều những cái người chết thiêu tại đó. Một ngày phải có cả hàng trăm người chứ không phải ít dọc theo bờ sông Hằng. Và như thế cái bờ sông Hằng có nơi thì họ có lò thiêu, có nơi họ không có lò thiêu, họ cứ thiêu ngoài trời như vậy đó. Mà quý vị cứ tưởng tượng đi, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, từ cả hàng ngàn năm như thế, những người dân ở chung quanh đó họ cũng vẫn cứ sống, hàng ngày vẫn cứ thiêu. Đó là một điều mà chúng tôi thấy kỳ lạ, không có sợ ô nhiễm. Sau khi thiêu xong đó là họ bỏ tro xuống sông Hằng luôn. Có khi họ thiêu hết, có khi họ thiêu cái người đó còn ít họ cũng thảy xuống sông luôn. Có người thiêu được nghĩa là 2/3, còn 1/3 cũng quăng xuống sông luôn. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi thấy, trong lúc đang bơi thuyền đi trên sông Hằng, chợt phát hiện ra có một cái xác người nổi ở trên sông. Cả đoàn ai cũng sợ hết á. Nhìn cái xác tôi thấy ghê quá. Rồi một lát nữa cái lại thấy thêm một xác nữa. Một xác này họ bó bằng vải, cũng trôi nổi lên bình. Khi mà nhìn cái xác là chúng tôi mới hỏi mấy người đi đó, hỏi ủa tại sao có xác chết này ta. Thì họ nói rằng ở đây người ta chết, có người thì họ thiêu, có người họ quăng xuống sông như vậy. Lúc đó chúng tôi mới sực nhớ là hồi xưa á, Ngài Huyền Trang có nói ở Ấn Độ có 3 cách táng người chết. Một là hỏa táng, 2 là thủy táng, 3 là giã táng. Hỏa táng là thiêu, thủy táng là bỏ xuống sông luôn, giã táng hay là lâm táng là bỏ vào rừng cho các cái loài thú nó ăn. Thì như vậy chúng tôi mới nghĩ rằng đúng, họ chết thả xuống sông. Đó là hai cái điều kỳ lạ. Điều thứ ba nữa là chúng tôi thấy á, là rác ở cái chỗ mà họ tắm á, rất là nhiều. Nước thải ở trong thành phố nó đặt cái cống nó chảy ra ngoài cái chỗ sông Hằng này. Ở bên bờ sông Hằng thì bò dê nó xả đầy ra đó hết. Thế mà người ta vẫn gì? Vẫn tắm tỉnh bơ. Họ xuống họ làm lễ, xong họ bốc nước lên bỏ vô miệng uống luôn. Trời ơi, cái xác chết kia mấy chục thước mà ở đây họ vẫn uống tỉnh bơ. Đó là điều hết sức kỳ lạ. Thiêu ô nhiễm như vậy, xác chết ở dưới sông như vậy mà họ vẫn tắm, vẫn cầu nguyện, vẫn uống nước sông Hằng. Mình không hiểu nổi được cái chuyện này. Cho nên chúng tôi mới nói là đó là một cái điều kỳ lạ mà nó xảy ra từ hàng ngàn năm nay như vậy rồi. Nhưng mình mà đi qua đó uống cái đó là coi chừng là thôi là bị bệnh dịch chết á. Trước khi mà chúng tôi rời khỏi sông Hằng á thì thấy có một cái ông già rồi, không có mặc quần áo gì hết. Ông đang được cái ông kia xách nước đến để tắm. Thì chúng tôi mới thấy thắc mắc, ồ sao kỳ vậy ta. Rồi một hơi mới bắt đầu để ý. Thì thấy là sau khi ông tắm xong, ông không mặc quần áo gì đó, ông đi vào chỗ cái tấm bao bố người ta để sẵn. Thì phía trước bao bố đó là một cái gốc cây, không biết là cây bồ đề hay cây đa gì đó. Mà cái cây đó thì ông che một cái mái để ông ở đó. Thì khi mà ông tắm xong, ông lên cái chỗ cái tấm bao bố, ông ngồi chỗ đó. Thì có một cái ông, ông cầm một cái đĩa có cái nến mấy cái bông, cái ống làm phép gì đó. Thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ à, như thế là cái ông này là đạo lõa thể. Bởi vì ở bên Ấn Độ bây giờ nó còn tồn tại cái đạo lõa thể, có nghĩa là người ta không mặc quần áo, có một cái tôn giáo đó đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái ông này là đúng là cái đạo lõa thể rồi. Thì ông làm lễ cho cái ông này xong rồi cái bắt đầu tất cả nam nữ gì đứng chung quanh đó lại ông xong cái